Đẹp trai, tài giỏi, giàu có, gia đình tài phiệt, các nam doanh nhân Việt trẻ này thực sự là soái ca ngôn tình xuất hiện ở đời thực. Nếu là fan của tiểu thuyết ngôn tình hay phim chuyển thể, có lẽ giới nữ ai cũng ôm trong mộng của mình một soái ca với phong cách lịch lãm, ánh mắt sắc sảo, nụ cười quyền lực, trong nóng ngoài lạnh. Cái từ soái ca cũng từ đó mà du nhập vào cộng đồng giới trẻ để chỉ những chàng trai như vậy. Với những doanh nhân như Philip Nguyễn, Sharp Lê Đăng Khoa, Trần Hùng Huy, Nguyễn Trung Tín, thì đâu cần phải kiếm tìm đâu xa hay tưởng tượng về soái ca trong mơ nữa. Doanh nhân Philip Nguyễn, em chồng Tăng Thanh Hà. Sau đám cưới của ngọc nữ Hà Tăng, cư dân mạng được phen dậy sóng với sự xuất hiện của em trai chú rể Louis Nguyễn, là con trai của ông Jonathan Hạnh Nguyễn, một doanh nhân nổi tiếng trong giới kinh doanh hàng hiệu cao cấp như Burberry, Chanel, Versace, và bà Christina, cháu họ phu nhân cựu tổng thống Philippines là Ferdinand. Không những sinh ra trong gia đình tài phiệt, sớm ngậm thìa vàng, Philip Nguyễn còn có vẻ ngoài năng tính hút hồn. Từ nhỏ, Philip đã luôn trau dồi kinh nghiệm, phát triển đam mê kinh doanh. 10 tuổi đã biết bán kẹo cho bạn từ kẹo mua cho mỗi lần đi du lịch các nơi khác nhau trên thế giới. 15 tuổi kinh doanh điện thoại cũ, mua lại của bạn bè, người thân với giá rẻ, trang bị lại và bán với giá gấp đôi, thậm chí là gấp 3. Khi đi du học tại San Francisco về quan hệ quốc tế, Philip chăm chỉ làm thêm nhiều công việc khác nhau, từ nhân viên bán hàng đến trợ lý phòng mạch, thu ngân. Theo Philip, quãng thời gian này rất quan trọng, tích lũy được nhiều điều bổ ích, hỗ trợ cho công việc nhất. Hiện tại, Philip đang là phó tổng giám đốc phát triển kinh doanh của IPBG. Với những dự án đình đám dành cho giới trẻ và niềm đam mê mãnh liệt dành cho luyện tập thể thao nói chung và chạy bộ nói riêng, Philip Nguyễn trở thành một hình mẫu doanh nhân trẻ hiện đại, sớm tạo dựng được sức ảnh hưởng nhất định và không ngừng truyền cảm hứng cho người xung quanh bằng tinh thần lạc quan, phong cách sống ngưỡng mộ. Cách đây không lâu, show diễn của ca sĩ Ariana Grande bị hủy vào phút chót. Nhưng người ta nhận ra một điều, giữa những ngạc nhiên, tức giận, buồn bã, phẫn nộ, kinh ngạc, không thấy ai chê trách gì Philip Nguyễn mà còn an ủi, động viên vị doanh nhân trẻ này. Điều đó cho thấy Philip Nguyễn đã xây dựng được hình ảnh thương hiệu người lãnh đạo khá tốt trong lòng công chúng. Đó là một nhân tố quan trọng để doanh nhân thành công và tin rằng Philip Nguyễn sẽ tiếp tục mang đến cho thị trường Việt Nam những dự án tầm cỡ hơn. Cá mập điển trai của thương vụ bạc tỷ Lê Đăng Khoa bắt đầu xuất hiện trong vai trò nhà đầu tư tại chương trình Shark Tank. Doanh nhân Lê Đăng Khoa đã đem đến một luồng gió tươi mới với phong thái năng động, tự tin và vẻ ngoài soái ca. Ở tuổi 34, Lê Đăng Khoa đang là CEO công ty trách nhiệm hữu hạn phân bón Ba Lá Xanh, là du lịch sinh thái tre Việt, chủ tịch công ty bất động sản Lê Riu cùng một số công ty khác. Sở hữu ngoại hình ưu tú nhờ vào việc chăm chỉ luyện tập thể hình, phong cách ăn mặc được quan tâm theo hướng giản dị nhưng lịch lãm, gọn gàng. Đó là yếu tố đầu tiên thu hút người đối diện của vị doanh nhân trẻ tuổi này. Bên cạnh đó, Lê Đăng Khoa còn có cách nói chuyện điềm đạm, triết lý đúng tiêu chuẩn ngôn tình tiểu thuyết nên được lòng một lượng lớn người hâm mộ. Gạt sang bên tấm bằng cử nhân bác sĩ tâm lý tại Mỹ để bước vào thương trường, Sharp Khoa đã để lại những dấu ấn không thể trộn lẫn. Muốn khẳng định bản thân nhưng không phải cậu ấm cô chiêu, Khoa luôn nuôi dưỡng giấc mơ xây dựng công ty riêng. Trải qua nhiều thất bại, Khoa thành công và để lại cho các bạn trẻ những bài học khởi nghiệp sâu sắc. Lê Trung Tín, ông chồng soái ca của thần tiên thị tỷ Đặng Thu Thảo. Sinh năm 1987, từng du học tại Melbourne, Australia. Ngoại hình điển trai và là một lãnh đạo doanh nghiệp xuất sắc. Nhưng có lẽ cái tên Nguyễn Trung Tín thực sự hot sau khi doanh nhân này đưa nàng hậu đẹp nhất Đặng Thu Thảo về dinh. Từ một nhân viên marketing tập sự trong công ty của gia đình, Trung Tín đã khởi nghiệp bằng việc vay 10 tỷ đồng để mở Sin Ultra Lao, mô hình F&B. Thành công của Sin Ultra Lao đã giúp Trung Tín hoàn trả được cả vốn lẫn lãi và tiền thuê mặt bằng. Với giá trị khoảng 13 tỷ đồng, sau thành công của Sin Ultra Lao năm 2013, Trung Tín đã bắt tay vào thực hiện dự án Ace Night Club với phong cách hiện đại. Cuối năm 2014, Trung Tín tiếp tục mở nhà hàng kinh doanh ẩm thực theo phong cách Thái Lan. Ngoài ra, anh chàng doanh nhân sinh năm 87 này còn mở thêm một công ty chuyên về marketing, tổ chức sự kiện và thiết kế nội thất. Năm 2014, Trung Tín lọt vào top 30 người trẻ thành đạt do tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn. Chủ tịch ngân hàng, soái ca Trần Hùng Huy. Là con trai của nguyên chủ tịch và sáng lập viên ngân hàng ACB Trần Mộng Hùng, một nhà giáo doanh nhân, Trần Hùng Huy là thế hệ F2 đang được kỳ vọng sẽ tạo nên bước ngoặt mới cho ngân hàng này. Sinh năm 1978, Trần Hùng Huy tốt nghiệp cử nhân với 3 chuyên ngành, quản trị kinh doanh, tài chính và kinh doanh quốc tế, rồi sau đó là thạc sĩ, tiến sĩ với chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Hoa Kỳ. Là chủ tịch ngân hàng trẻ nhất Việt Nam, Trần Hùng Huy đã thay đổi bộ nhận diện thương hiệu thành công, hoạt động kinh doanh từng bước khởi sắc, nợ xấu được đẩy lùi và lợi nhuận nghìn tỷ trở lại. Niềm tin của cổ đông và ngân hàng nhờ thế cũng cải thiện rõ rệt. Sở hữu gương mặt thông minh, vầng trán cao lanh lợi, ánh mắt cương trực, Trần Hùng Huy đã trở thành mẫu đàn ông hoàn thiện cả về ngoại hình, trí tuệ và danh vọng.
Trong một sự kiện nội bộ vào năm 2017, vị chủ tịch trẻ tuổi này bất ngờ thể hiện show vũ đạo và hát nhiều bài hit như Ngày Mai Em Đi, Attention, Acha Fan đã khiến nhiều nhân viên phấn khích. Sau khi các đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, không chỉ người nhà của ACB mà nhiều nhân viên ngân hàng khác cũng không giấu được sự bất ngờ, thích thú với sự chịu chơi, sôi nổi của lãnh đạo nhà băng này. Nhiều người cũng đang trông đợi về một nửa của Trần Hùng Huy khi mà vị doanh nhân này đã qua tuổi 40. Trịnh Minh Giang, mẫu người đàn ông tin cậy. Sinh năm 1977, Trịnh Minh Giang là cái tên không quá xa lạ trong giới doanh nhân trẻ ở Hà Nội. Từng có thời gian học tập tại Algeria, sau đó tiếp tục qua Pháp để học tập và nghiên cứu. Giang mang trong mình những suy nghĩ của thanh niên thời đại, trí tuệ và hiểu biết của những người trẻ. Nhưng có lẽ khi so kè với bốn doanh nhân trên, Trịnh Minh Giang có phong cách già dặn hơn. Tuy vậy, ở vị phó giám đốc này vẫn toát lên vẻ đẹp trai, cuốn hút và rất đàn ông khiến nhiều phụ nữ tìm kiếm. Người ta đánh giá, Trịnh Minh Giang là mẫu người dễ gần và đáng tin nếu xét trên khía cạnh người chủ của gia đình. Trịnh Minh Giang tốt nghiệp MBA Đại học INSEAD Paris Pháp với luận văn về quản trị hệ thống thông tin MIS, từng là cổ đông sáng lập thương hiệu xuất bản sách Alpha Book và là một trong những người đầu tiên gây dựng hệ thống trường phổ thông liên cấp ANS. Trịnh Minh Giang còn đồng sáng lập và điều hành nhiều công ty, trong đó quen thuộc với giới khởi nghiệp có công ty VMCG đầu tư vào hệ thống sinh thái công nghệ và công ty Easy Asia đầu tư vào hệ thống sinh thái F&B. Là nhà đầu tư, cố vấn khởi nghiệp, Trịnh Minh Giang cũng đồng thời đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng trong các cộng đồng doanh nhân và khởi nghiệp như VPSF, iAngel, VMI, Hà Nội BA.